Chân giò nấu hơn nghe có lạ không các bạn? Đây là một món ăn hơi bị cổ xưa luôn đó nha. Là món ăn ở dưới miền Tây nè, hay dùng để nấu đám tiệc lắm đó các bạn. Và cái món này lâu rồi mình không có ăn đó, cho nên hôm nay tự nhiên thèm quá lôi ra nấu luôn nè. Nào các bạn hãy cùng mình vào bếp để thực hiện cái món ăn này nha. Ba nguyên liệu chính của mình đó chính là chân giò. Mình dùng ở đây là 2,4 kg chân giò nha các bạn, là 2 cái nha. Mình dùng chân giò sao, tại vì chân giò sao nó sẽ có rất là nhiều thịt nha các bạn. Và ít mỡ nữa, ăn nó sẽ không có bị ngán nha. Và các bạn nên đi chợ sớm để mình có thể mua được thịt chân giò tươi ngon nè. Nó cái phần thịt nó sẽ có cái màu đỏ hồng hồng như thế này nha. Và đặc biệt da các bạn hãy chọn à, cái chân giò nào mà có da mỏng như thế này nè. Cái con heo nó còn tơ đó, ăn nó rất là ngon. Và nấu cái món hôm này thì mình cần có chuẩn bị những cái nguyên liệu khô nha. Như là măng khô nè, nấm đông cô, táo nè, nấm mèo. Thành phần nguyên liệu các bạn có thể chụp màn hình lại để dễ đi chợ hơn nha. Và đây là phần gia vị ở nhà bếp mình hay sử dụng nhé. Món này thì mình sẽ ăn kèm cùng với lại bánh mì và bún nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi rửa phần chân giò này nhé. Mình cho 2 cái chân giò vào trong cái thau nha. Mình sẽ rửa với lại muối và chanh trước nha các bạn. Một muỗng canh muối và 2 trái chanh nè. Chanh nó sẽ giúp cho cái phần da của mình nó được trắng nè. Muối thì khử khuẩn rất là sạch luôn. Mình nặn chanh với lại muối vào xong rồi đó các bạn. Dùng tay xo đều như thế này nè. Xo đều lên cái phần da. Mình sẽ dùng một cái con dao nhỏ này để mình cạo cái phần da cho nó thật là sạch nha. Mình cạo lúc mà còn muối với chanh trên cái lớp da đó các bạn thì nó cực kỳ sạch luôn á. Nếu mà trên cái da nó có lông á các bạn nhớ cạo luôn cho nó sạch nha. Sát chanh với muối xong á các bạn thì mình sẽ rửa sạch lại với nước nha. Tiếp theo là mình sẽ cho bột mì lên nè. 3 muỗng canh bột mì. Mình xo thêm một lớp bột mì như vậy đó các bạn, nó sẽ giúp cho chân giò của mình á nó cực kỳ sạch luôn. Khi mà mình xo thì mình cảm giác nó không còn cái độ trơn nhớt nữa nha các bạn, rất là sạch luôn. Và khử được cái mùi tanh của thịt và da nữa. Đây, các bạn kỳ ra như thế này nè. Thấy cái da của mình không? Nó trắng bóc luôn á. Giống như kỳ hờn vậy đó. Rồi mình xả lại với nước nha. Mình bắt lên bếp một cái chảo nha các bạn. Bật lửa làm nóng cái chảo lên nha. Mình sẽ cho 2 cái chân giò rửa sạch vào trong cái chảo nha. Mình sẽ nấu cái phần da này cho nó săn lại nha các bạn. Thường thì ở dưới quê á các bạn, người ta hay dùng đốt lửa lên để người ta thui á các bạn, cho cái phần da này á nó thơm nè, nó săn lại khi nấu á, ăn rất là thơm ha. Còn mình thì mình không có thui bằng lửa, cho nên là mình sẽ làm bằng cái chảo như thế này nha. Hoặc là ở nhà các bạn mà có cái cây khò đó, mình sẽ dùng cây khò để mình đốt cái phần da ha. Đây các bạn phải nấu cho nó vàng như thế này nè. Wow, cái mùi rất là thơm nha các bạn. Thơm như là thịt nướng gì đó. Mình cho cái chân giò đã thui vào trong một cái chảo nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể dùng cái nồi để mình nấu cũng được ha. Bây giờ mình sẽ băm 50g hành với tỏi nha. Hành tỏi băm xong thì mình sẽ cho vào trong cái tô là một nửa nha các bạn. Chừa lại một nửa để xíu nữa mình xào phần rau củ nha. Bây giờ mình sẽ cho gia vị vào luôn nha các bạn. Mình dùng đây là 3 muỗng canh đường nè, 3 muỗng canh hạt nêm, 3 muỗng canh nước tương, ngũ vị hương 1/4 muỗng canh nha, 1 muỗng canh bột ngọt, 1 muỗng canh muối. Tiếp theo là 3 muỗng canh tương ớt. Dầu hào mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh nha, 3 nửa muỗng canh tiêu xay. Bây giờ thì trộn đều tất cả các gia vị lại với nhau nha. Rồi mình sẽ cho cái phần gia vị vào trong chân giò để mình ướp nha. Để cho cái phần chân giò của mình nó được thấm gia vị hơn thì các bạn có thể dùng cái dao. Mình sẽ rạch vài đường ở trên cái chân giò nè. Các bạn rạch ra như thế này nè, khi ướp á, gia vị nó rất là thấm nha.
Thịt chân giò này mình sẽ ướp khoảng 1 tiếng nha, để cho cái phần chân giò này nó được thấm gia vị. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ngâm phần nấm đông cô nè, 30g nha các bạn. Rồi, nấm meo này thì mình đã ngâm sẵn rồi á, cho nên là mình không cần phải ngâm nữa nha. Và đây là măng khô 100g, mình sẽ cho vào ngâm luôn nha. Măng khô thì cũng rất dễ mua nha các bạn. Các bạn vô những tiệm tạp hóa nông chợ á, mình mua có 15.100g. Táo tàu nha, dùng 20g. Mình ngâm khoảng chừng 20 phút là nó nở ra rồi nha các bạn. Trong thời gian mà mình đi ngâm cái phần nấm khô với lại măng khô đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ tỉa cà rốt. Cà rốt thì mình dùng một củ là 100g nha. Tỉa hình cánh hoa nè. Hành tây mình dùng 50g và sẽ sắc muối cao nha. Hành lá thì mình dùng khoảng 30g và sẽ cắt khúc ra nha các bạn. Cắt khúc dài khoảng 2cm nha. Nấm mèo này thì mình đã ngâm rồi nha các bạn, và mình dùng đây là 50g nha. Cái nấm nào mà là kiểu hơi to thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Mình dùng nấm mèo đen và nấm mèo trắng luôn nha, hai loại luôn á. Nấu cái món này có nấm mèo vào mình ăn nó kiểu nó giòn giòn á các bạn. Nấm mèo này khi mà các bạn ngâm thì các bạn nên ngâm với nước muối nha, khoảng 20 phút là nó nở rồi. Mình cho vô trong nồi 2 lít nước dừa tươi nha, và thêm 1 lít nước nữa nha các bạn. Nấu cái món này nấu bằng nước dừa tươi thì nó rất là ngon và ngọt nước nha. Mình sẽ đun sôi cái phần nước này lên. Bếp ở bên này thì mình sẽ bắt cái nồi nước lên nha các bạn. Rồi còn bếp này mình sẽ bật lên luôn, để lửa vừa thôi ha. Mình nấu cho cái nước gia vị này nó sôi lên hết các bạn. Rồi mình trở đều cái chân giò nè. Mình để lửa nhỏ thôi nha các bạn. Rồi nước cũng đã sôi nha các bạn. Giờ mình tắt bếp rồi đổ qua bên cái chảo chân giò nha. Mình sẽ đậy nắp chảo lại nè. Nấu với lửa thật là nhỏ trong vòng 1 tiếng, nên cho cái phần chân giò này thật là mềm nhé. Quay trở lại với cái phần măng, nấm và táo của mình đã ngâm xong rồi. Nếu mà các bạn có nhiều thời gian thì mình có thể ngâm cái phần măng này trước cũng được nha. Mình có thể ngâm qua một đêm ha. Rồi mình rửa sạch lại nha các bạn. Đặc biệt là cái phần măng khô này nè, các bạn nên rửa cho thật là kỹ nha. Và những cái miếng măng các bạn nên chọn những miếng măng nhỏ nhỏ thôi. Ăn măng non nó sẽ ngon hơn và mềm, nó không có bị cứng nè, không có bị dai ha. Đây các bạn nhìn những cái lá măng nè. Đó, cái này là rất là non luôn nha. Mình sẽ xé nó ra nha các bạn. Xé nó nhỏ nhỏ ra như thế này nè. Các bạn nên rửa cho thật là kỹ, thật là sạch nha. Mình bắt lên bếp một nồi nước để mình luộc măng nha các bạn. Và cho vào nửa muỗng canh muối nha. Nước bắt đầu sôi lăn tăn thì mình sẽ cho măng vào nha các bạn. Măng đã rửa sạch rồi. Mình luộc sơ măng qua khoảng 10 phút nha các bạn, để cho măng nó thật là sạch nha. Măng mình luộc được 10 phút rồi, bây giờ mình vớt ra luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi xào cái phần nấm và rau củ nha các bạn. Cho vào trong chảo khoảng 3 muỗng canh dầu ăn nha. Rồi mình sẽ cho phần nửa cái phần tỏi với hành tím nãy mình chừa đó các bạn, cho vào để mình phi ha. Rồi mình sẽ cho măng vào nha. Tiếp theo là cho nấm này rồi. Rồi mình cho nấm đông cô vào luôn nha. Kế tiếp là bắp và cà rốt. Bắp non này các bạn thì mình dùng 100g nha. Cho bắp non vào nấu chung nó sẽ rất là ngọt nước. Mình xào sơ qua như thế này nè các bạn, nó sẽ giúp cho cái món ăn của mình nó cực kỳ thơm luôn á. Mình xào khoảng 5 phút nha. Đây, cái chảo chân giò nãy giờ mình hầm cũng được cả tiếng rồi nha các bạn. Các bạn phải hầm sao cho nó thật là mềm luôn. Thỉnh thoảng các bạn dỡ nắp ra và mình trở nha. Trời ơi, mềm nè các bạn ơi. Phải thật là mềm nó mới ngon nha các bạn. Wow, các bạn thấy thịt không? Rồi giờ mình sẽ cho cái chảo rau củ của mình vô nè. Cái mùi nó rất là thơm luôn á các bạn ơi. Mình cho thêm táo vào nữa nha. Có táo vào thì cái món ăn của mình nó vừa thơm nè, vừa ngọt nữa. Rồi đậy nắp lại nha, mình nấu thêm 15 phút nữa.
Rồi, cái món ăn của mình cũng đã hoàn thành xong rồi nha các bạn. Lúc này thì mình có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn của gia đình mình nè. Mùi ủng sôi ngột ngột luôn á, rất là thơm nha các bạn. Khi múc ra ăn thì các bạn nên cho thêm hành tây nè, ngò rí nè. Wow, thịt ở bên trong rất là mềm nha, các bạn thấy không, nó tróc cái xương ra luôn nè. Các bạn phải hầm thật là mềm như vậy nó mới ngon nha. Thôi bây giờ mình thấy đám tiệc không ai nấu cái món này hết á. Mà ngày xưa thì người ta nấu rất là nhiều luôn. Hồi lúc mà mình 8-9 tuổi á, mình đi đám cưới với mẹ mình ăn cái món này nè, các bạn mình nhớ hoài luôn á. Đây, thịt rất là mềm nha các bạn. Phải mềm rượu như vậy á các bạn thì nó mới ngon ha. Chúc cho các bạn làm thành công với cái món chân giò nấu hon này nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye!